và sau đây là phần tin hoa kỳ tổng thống biden công bố những biện pháp mới cho chương trình xóa nợ sinh viên tổng thống joe biden đã lên án phán quyết của tối cao pháp viện ngăn chặn chương trình xóa nợ cho sinh viên mà ông đề xướng và tuyên bố là chính quyền của ông sẽ tiếp tục theo đuổi việc xóa nợ này bằng những cách khác ông biden tuyên bố là phán quyết của tòa chặn đứng một con đường nay chúng tôi sẽ theo con đường khác con đường mới này có căn cứ về pháp lý, sẽ mất thời gian lâu hơn nhưng theo tôi, đây là con đường tốt nhất vẫn còn để xóa nợ sinh viên cho càng nhiều người càng nhanh càng tốt. Theo kế hoạch mới thì chính quyền sẽ vận dụng đạo luật Đại học năm 1965 để cho phép Bộ trưởng Bộ Giáo dục được dàn xếp miễn hoặc là xóa nợ trong một số trường hợp. Chính quyền cũng có kế hoạch giúp giảm gánh nợ tài chính cho người vay khi mà họ phải tiếp tục trả nợ từ tháng 10 sau 3 năm tạm ngưng. Cụ thể là các kế hoạch trả nợ dựa trên lợi tức sẽ được giảm một nửa số tiền mà người vay phải trả hàng tháng, từ 10% lợi tức sau thuế xuống còn 5%. Tổng thống Biden nói là sự thay đổi này sẽ giúp người vay tiết kiệm được trung bình khoảng 1.000 Mỹ Kim mỗi năm. Ông Biden cũng chỉ trích những người theo đảng Cộng hòa đã phản đối kế hoạch của ông, gọi họ là đạo đức giả vì đã phản đối xóa nợ sinh viên nhưng lại ủng hộ chương trình xóa nợ tiền vay hỗ trợ doanh nghiệp trong đại dịch Covid. Đảng Cộng hòa thì lập luận rằng kế hoạch xóa nợ sinh viên của Tổng thống Biden là vi hiến vừa vượt quá thẩm quyền của Tổng thống mà vừa bất công vì nhiều người vay khác không được xóa nợ như vậy. Hôm thứ Sáu, tối cao pháp viện với phán quyết 6 trên 3 đã ủng hộ đơn kiện của 6 tiểu bang đảng Cộng Hòa phản đối chương trình của Tổng thống Biden xóa khoản nợ sinh viên trị giá khoảng 430 tỷ Mỹ Kim cho 43 triệu người Mỹ. Theo chương trình này, thì chính quyền Biden sẽ xóa tiền học khoảng 10.000 Mỹ Kim cho người nào có lợi tức dưới 125.000 Mỹ Kim một năm và 20.000 Mỹ Kim cho người nào lãnh học bổng Pell Grant là chương trình hỗ trợ sinh viên thuộc gia đình có lợi tức thấp. Có tới 43 triệu người Mỹ hội đủ tiêu chuẩn và Bộ Giáo dục chuẩn thuận đơn xin xóa nợ sinh viên cho 16 triệu người trước khi chương trình này tạm thời bị chặn hồi mùa thu năm ngoái do bị kiện. Theo kết quả một cuộc thăm dò hồi tháng 3 của Reuters và Ipsos, khoảng 53% người Mỹ ủng hộ kế hoạch xóa nợ sinh viên so với 45% phản đối. Trong đó, đa số những người theo đảng Dân Chủ thì ủng hộ, còn đa số người theo đảng Cộng Hòa thì phản đối. Tôi cao pháp viện phán quyết nhà thiết kế có quyền từ chối phục vụ đám cưới đồng tính Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã dán một đòn mạnh vào quyền của cộng đồng LGBTQ với phán quyết cho phép một nhà thiết kế trang web ở Colorado được quyền từ chối không thiết kế một trang web cho một đám cưới của hai khách đồng tính. Vì điều này đã đi ngược lại những niềm tin tôn giáo của mình. Trong một phán quyết 6-3 với tất cả 6 thẩm phán bảo thủ đều đồng ý và 3 thẩm phán cấp tiến đều chống, tòa phán rằng quyền tự do ngôn luận theo hiến pháp cho phép một số doanh nghiệp quyền được từ chối các dịch vụ cho đám cưới đồng tính các thẩm phán bảo thủ viết rằng, theo tu chính án thứ nhất, Hoa Kỳ là một quốc gia giàu có và đa dạng, nơi tất cả mọi người được tự do suy nghĩ và bày tỏ ý kiến theo ý muốn của họ, chứ không phải theo yêu cầu của chính phủ. Hiến pháp bảo vệ quyền tự do ngôn luận quan trọng hơn là quyền của tiểu bang bắt buộc các dịch vụ phải phục vụ đồng đều cho mọi khách hàng, bất chấp khuynh hướng tình dục của họ ra sao. Ngược lại, ba thẩm phán cấp tiến nói rằng, với phán quyết này, Tối cao Pháp viện lần đầu tiên trong lịch sử trao cho một doanh nghiệp quyền hiến định để từ chối phục vụ những người thuộc tầng lớp cần được bảo vệ. Phán quyết của Tối cao Pháp viện đã đảo ngược phán quyết của tòa cấp dưới, bác bỏ lập luận của cô Lori Smith, chủ doanh nghiệp ở Denver, muốn được miễn trừ khỏi luật Colorado cấm phân biệt đối xử dựa trên khuynh hướng tình dục và các yếu tố khác. Cô Smith theo đạo Tin lành, nói rằng theo niềm tin tôn giáo của cô, hôn nhân phải là sự kết hợp giữa một người đàn ông và một người phụ nữ. Năm 2016, cô đã khởi kiện phủ đầu Ủy ban Dân quyền Colorado và các quan chức tiểu bang để tránh bị tiểu bang trừng phạt vì từ chối cung cấp dịch vụ của mình cho một đám cưới đồng tính của khách hàng. Chính quyền của Tổng thống Biden vẫn xúc tiến kế hoạch đàm phán giá thuốc cho Medicare dù đang bị kiện. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đã công bố một bản hướng dẫn mới về chương trình đàm phán giá thuốc của Medicare, nêu ra những cách thức mà Trung tâm Dịch vụ Medicare và Medicaid, đã gọi tắt là CMS, sẽ đàm phán với các hãng dược để đạt được những thỏa thuận về mức giá tối đa hợp lý cho một nhóm loại thuốc đã được chọn lọc, bất chấp việc chương trình này đang bị kiện. Chương trình đã được chuẩn thuận theo đạo luật giảm phát IRA mà Tổng thống Biden đã ký ban thành luật hồi năm ngoái, sẽ lần đầu tiên cho phép Medicare được thương lượng giá thuốc, bắt đầu với những loại thuốc mà chính phủ phải chi tiêu nhiều nhất. Theo kế hoạch, thì vào tháng 9 tới đây, CMS sẽ chọn ra 10 loại thuốc đắt giá nhất của chương trình Medicare để bắt đầu đàm phán giảm giá với các hãng dược trong năm nay và trong năm tới. Mức giá mới sẽ có hiệu lực từ năm 2026. Kế hoạch này đang bị kỹ nghệ dược phản đối kịch liệt hai đại tập đoàn dược hàng đầu tại Mỹ là Merck Company và Bristol Myers Squibb cùng với hai tổ chức là Phòng Thương mại Hoa Kỳ và tổ chức Pharma, nhóm vận động hành lang hàng đầu trong ngành dược đã đệ đơn kiện chính quyền tổng thống Biden cáo buộc là chương trình này vi hiến. Họ lập luận rằng việc đàm phán giá sẽ buộc các hãng dược phải bán thuốc của họ cho Medicare với mức giảm giá cao thấp hơn giá thị trường, vi phạm tu chính án thứ năm vốn quy định là chính phủ phải bồi thường hợp lý cho những tài sản tư nhân nào được trưng dụng cho mục đích công cộng. Đơn kiện cũng cáo buộc là chương trình đàm phán giá thuốc vi phạm tu chính án thứ 8 bảo vệ việc chống lại các khoản tiền phạt quá mức. Bộ trưởng Bộ Y tế ông Javier Basara tuyên bố chính quyền Tổng thống Joe Biden sẽ không để bất kỳ điều gì ngăn cản kế hoạch giảm giá thuốc cho người dân Mỹ. Các hãng dược lời kỷ lục mấy chục năm nay, giờ đây họ phối hợp với nhau ngăn chặn kế hoạch của chính quyền đàm phán giá thuốc hợp lý hơn cho người dân. Thế nhưng chúng tôi sẽ không chùng bước. Kế hoạch đàm phán giá thuốc của chính quyền Tổng thống Biden nhằm mục đích sẽ tiết kiệm 25 tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Người dân Mỹ hiện đang phải trả nhiều tiền thuốc hơn bất kỳ quốc gia nào khác trên thế giới. Ông DeSantis kêu gọi phụ huynh đấu tranh chống lại các chương trình giáo dục cấp tiến. Thống đốc Florida Ron DeSantis đã hứa hẹn sẽ đấu tranh cho quyền của các bậc phụ huynh chống lại các chương trình giáo dục cấp tiến mà ông cáo buộc là tuyên truyền của phe tả. Phát biểu trước đám đông người ủng hộ trong một buổi vận động tranh cử, ông DeSantis nói, Tôi tin rằng các bậc phụ huynh nên có quyền gửi con em đến trường cho chúng xem phim hoạt hình hoặc chỉ đơn giản hưởng thụ tuổi thơ của chúng, như những đứa trẻ mà không bị nhồi sọ tuyên truyền. Tình trạng này đã xảy ra trên khắp nước Mỹ trong thời gian quá lâu. Năm 2024 là lúc để chúng ta hoặc là phải hành động, nếu không sẽ phải im tiếng. Không còn lý do nào về việc tại sao chúng ta không thể thắng nổi phe tả. Giờ là lúc để hành động và tôi tin rằng nếu chúng ta làm đúng Năm 2024 sẽ là năm mà các bậc phụ huynh trên khắp nước Mỹ cuối cùng sẽ phản kháng lại. Ông tuyên bố, và khi đắc cử tổng thống, tôi sẽ chiến đấu với thành phần thức tỉnh và các tập đoàn. Tôi sẽ chiến đấu với các thành phần thức tỉnh trong trường học, trong quốc hội. Chúng ta sẽ không bao giờ đầu hàng đám đông thức tỉnh đó để vứt bỏ các ý thức hệ đó vào thùng rác lịch sử. Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình vào hôm thứ Tư, ông DeSantis đã tuyên bố nếu đắc cử tổng thống, ông sẽ tìm cách loại bỏ các bộ năng lượng, thương mại và giáo dục cũng như sở thuế IRS. Ông nói rằng nếu quốc hội cùng làm việc với tôi để thực hiện kế hoạch này thì chúng ta có thể giảm thiểu kích thước và phạm vi hoạt động của chính phủ tiểu bang. Nếu quốc hội không làm theo, tôi sẽ sử dụng các cơ quan đó để đẩy lùi ý thức hệ thức tỉnh và chống lại phe tả đang thâm nhập vào mọi định chế trong đời sống người dân Mỹ một nửa nước mỹ đang phải chịu cảnh nắng nóng hay là khói mù trời vì cháy rừng một nửa dân số nước Mỹ đã được khuyến cáo nên thực hiện những biện pháp phòng ngừa khi ra ngoài do đợt nắng nóng gây gắt tại các tiểu bang miền Nam và miền Tây hay là không khí ô nhiễm tại các tiểu bang về miền Bắc và miền Đông vì nạn cháy rừng đang hoành hành ở Canada. Tại phía Bắc, ít nhất là 10 tiểu bang trải dài từ vùng Trung Tây cho tới Đông Bắc với khoảng 100 triệu dân tiếp tục bị khói mù do cháy rừng ở Canada. New York và Washington hiện đang có phẩm chất không khí tồi tệ xếp thứ nhì và thứ ba so với bất kỳ thành phố lớn nào trên khắp thế giới. Thành phố New York hôm thứ Sáu có chỉ số phẩm chất không khí ở mức là 156, tức là không khí không tốt cho sức khỏe. Mức độ phẩm chất không khí tương tự cũng được cảnh báo tại Cleveland, Ohio, Detroit, Michigan, Milwaukee, Wisconsin và Washington, D.C. Pennsylvania là một trong những tiểu bang có phẩm chất không khí tệ nhất được báo cáo với chỉ số tại Pittsburgh lên tới 191. Chính quyền tiểu bang đã phải ban bố lệnh cảnh báo đỏ yêu cầu những ai có sức khỏe yếu nên ở lại trong nhà. Trong khi đó, thì một đợt nắng nóng hiện đang trải dài khắp các tiểu bang miền Nam nước Mỹ và Mexico. Khoảng 80 triệu người sống tại California, vùng Deep South và hạ lưu thung lũng Mississippi hiện đang hứng chịu nhiệt độ cao quá mức với nhiệt độ lên tới hơn 100 độ F. Từ vùng Gulf Coast tới North Carolina và South Carolina, nhiệt độ cao nhất có thể lên tới khoảng từ 95 tới 104 độ F, vài nơi có thể nóng hơn 110 độ F. Tại hai tiểu bang Texas và Louisiana, ít nhất là 14 người đã thiệt mạng vì nắng nóng. Tại khu vực Tây Nam, nhiều sa mạc, nhiệt độ cũng có thể lên trên 110 độ. Còn tại miền Nam California, cảnh báo nhiệt độ cao đã được ban bố cho các vùng Antelope Valley, Santa Clarita Valley thuộc Los Angeles County, cùng với các quận hạt như là San Bernardino, Riverside và San Diego. Sang qua bản tin địa phương tại quận Cam, cảnh sát thành phố Gun truy lùng kẻ tấn công thợ tráng đường trong khu chợ Hòa Bình. Sở cảnh sát Golden Grove kêu gọi công chúng giúp đỡ tìm nghi can đã tấn công một thợ tráng đường trước một quán karaoke trong khu chợ Hòa Bình, ngã tư đường Westminster với Brookhurst, nơi có đa số khách hàng là người Việt. Sự việc xảy ra lúc 12 giờ 40 phút sáng ngày 20 tháng 6. Khi đó, ông Carlos Ayala và một số đồng nghiệp đang tráng đường của bãi đậu xe. Ông thấy một nhóm khách mới ra khỏi tiệm hay karaoke và nói họ đừng đạp lên nhựa đường mới tráng. Thế là nhóm khách đó lao vào tấn công ông với người đồng nghiệp và ông là người bị đánh nhiều nhất. Ông Ayala bị chấn thương não nặng, bị sưng và suốt huyết não và bị nứt sọ. Ban đầu các nhân viên y tế và nhân viên công lực không nhận dạng được ông vì ông bị ngất xỉu, không đi đứng được và không nói được vì thương tích quá nặng. Cô Sarah Ayala, con gái ông, đã mở một trang GoFundMe để kêu gọi cộng đồng quyên góp giúp đỡ gia đình và hy vọng cộng đồng sẽ giúp cảnh sát tìm ra hung thủ để đòi lại công lý cho cha mình. Sở cảnh sát Glen Grove đang lấy video từ camera an ninh của khu chợ Hòa Bình và cho rằng có thể có đến 20 nghi can liên quan đến vụ tấn công này. Trong số các nghi can có một thanh niên khoảng 20 mấy tuổi, cao khoảng 5 feet 9, nặng khoảng 140 pound. Tất cả đã bỏ trốn khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến nơi. Sở cảnh sát thành phố Glen Grove kêu gọi công chúng nếu có manh mối gì hãy trình báo qua số điện thoại 714 741 5824 714 741 5824 Và đạo luật mới về thịt heo tại California bắt đầu có hiệu lực Đạo luật ngăn chặn sự tàn ác đối với động vật trang trại còn được gọi là Proposition 12 đã được cử tri California thông qua từ năm 2018, lập ra các quy định về không gian tối thiểu cho động vật trang trại và cấm bán thịt động vật nuôi trong nhà do không đáp ứng những yêu cầu kỹ thuật về chăn nuôi, sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày hôm nay 1 tháng 7 sau nhiều năm bị trì hoãn. Luật mới có thể sẽ khiến giá cả thịt heo tại California vốn đã cao lại càng tăng cao hơn và thậm chí có thể gây ra tình trạng khan hiếm thịt heo. Tuy vậy sẽ phải đến ngày 1 tháng 1 năm 2000 2014 giới tiêu thụ mới có thể chắc chắn rằng những miếng thịt heo mà họ mua theo luật mới sẽ là từ một con heo mẹ không bị nhốt trong những chuồng trại chật chội. Đó là vì tuy tối cao pháp viện đã ra phán quyết duy trì đạo luật proposition 12, chính quyền tiểu bang California gần đây đã đồng ý cho phép bán thịt heo giết mổ trước ngày 1 tháng 7 tại các chợ và nhà hàng ở California cho đến hết năm nay. Quyết định này giúp các nông gia và các siêu thị có thêm thời gian để điều chỉnh và tuân thủ luật mới nhằm làm giảm nguy cơ xảy ra tình trạng thiếu hụt thịt heo. Proposition 12 quy định rằng gà đẻ trứng bê nuôi lấy thịt và heo nái giống phải được nuôi trong những chuồng đủ rộng để chúng có thể nằm đứng và quay đầu mà không chạm vào thành chuồng hoặc là đụng trúng các đồng bọn của chúng. Cụ thể thì chuồng heo nái phải rộng ít nhất là 24 feet vuông tức là khoảng 2,2 mét vuông để chúng có thể thông thả đi qua đi lại. Các nông trại chăn nuôi lập luận rằng việc chuyển đổi chuồng trại này sẽ rất tốn kém từ 5 triệu cho tới 15 triệu Mỹ kim. Chuồng trại rộng lớn hơn cũng có nghĩa là chi phí sửa ấm và bảo trì sẽ cao hơn. Họ cũng cảnh báo rằng chuồng trại rộng có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe và sự an toàn của heo vì dịch bệnh có thể dễ dàng lây lan hơn trong những chuồng trại nhốt chung. Những con heo nái hung dữ cũng có thể tấn công đồng loại. Ngoài ra, có rất ít bằng chứng cho thấy là quy định về không gian như vậy có thể giúp giảm bớt những nguy cơ mắc bệnh truyền qua thực phẩm. California chiếm khoảng 13% khối lượng thịt heo tiêu thụ trên toàn quốc nhưng chỉ có khoảng 0.1% số heo trên khắp nước Mỹ được sinh ra và giết mổ tại tiểu bang này Và đó là các bản tin Hoa Kỳ cũng như là tin địa phương Sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại với những bản tin đến từ Việt Nam Xin kính mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi